À, chú thì bây giờ mỗi buổi sáng thì chú chạy vô trong cái nhà yến đó để kiểm tra máy móc có hoạt động bình thường không. Chứ lại nếu như nó có giật nước, thiếu nước thì bơm nước lên trên hồ á, cho là cái lúc trời nắng lên cho cái mấy cái máy phun sương trong nhà yến nó hoạt động. Tại sao mà chú đi vòng vòng có cần thiết làm cái gì thì chú muốn người ta làm. Mình cái nhà yến đó mình làm bao lâu rồi chú? Năm nay năm thứ tư, Dạ 4 năm. năm đó chú làm thì trên 2 tỷ. Trên 2 tỷ hả chú? Dạ. Rồi còn cái khu vực nhà chú ngoài này là hiện tại giờ là Khu chợ, ngoài khu chợ hả khu chú? chợ ngày sáu Khu đó mình có kinh doanh buôn bán được không chú? hay tại chợ mà Nhà chú là tại trung tâm chợ luôn, gần chợ luôn hả? tại chợ luôn, phải ngay chợ Rồi chứ. ngôi nhà yến đó hiện tại giờ là của ai chú? Thì nói chung là khu chú Dạ. Rồi cái đất ở ngoài ngoài chợ là của ai luôn? cái này nhà thằng của chú Rồi kinh tế của các cô như thế nào để phù hợp với mình chú? không quan trọng, Không quan trọng. những đứa mua bán tiếp với tôi trong thời gian này 1 2 năm này nữa thôi, là sau khi chim yến nó có nhiều rồi, có tổ nhiều thì mình nó thoải mái hơn. Thì từ khi bà xã mất tới giờ để có mình lên tôi thua thủi mà buồn, đi vô đưa ra của mình lên à. Rồi nhiều khi đi 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 làm nhiều cơm nước phải tự nấu ăn, rồi phải tự dọn dẹp nhà cửa thì phải tự lau chùi mình lên, thì nó buồn quá đi. Muốn cưới một người nào đó thì để về chung sống với tôi để mà chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh hoạn. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ con chào chú. Bây giờ xin chào, lần đầu tiên là chào tất cả cô dì chú bác anh chị con chung cộng đồng mạng. Xin chào chú Nghĩa phải không? Dạ Xin chào chú Nghĩa. con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ giúp con. Hiện tại năm nay mình được mấy mươi, tên gì và từ đâu đến hả chú? À, chú năm nay là 74 tuổi. Chú hiện đang ở khu thương mại thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang. Dạ. Chú chia sẻ lại chú tên gì chú? Chú tên Nguyễn Hoàng Hoan. Dạ. Nguyễn Hoàng Hoan. Chú Hoan Hoan đúng 74 tuổi đến từ Hậu Giang. rồi. Dạ. Chú chia sẻ thêm giúp con, hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình đó chú. Tình trạng hôn nhân của tôi thì tôi và bà tôi ở với nhau trên 50 năm. Có thể là 6 mà con, 5 trai 1 gái. Dạ. Thì cô đã mất năm nay gần 2 năm rồi. Dạ. Rồi thằng con trai thứ hai nó cũng bệnh nó mất rồi. Còn lại 4 thằng con trai với đứa con gái. Hiện tôi đang sống với thằng trai Út. Dạ. Rồi giờ chú có thông gia gì hết chưa chú? Thông gia thì ba đứa đó, ba đứa có thông gia đó, ba đứa lớn đó, còn Út thôi, mấy đứa kia con gái rồi. Dạ, Út là chưa có thông gia. Đúng rồi. Dạ, là hiện tại giờ đang ở với chú. Dạ đúng rồi, ở với Út. Dạ, hiện tại bây giờ ở nhà chú làm công việc gì chú? À, chú thì bây giờ mỗi buổi sáng thì chú chạy vô trong cái nhà yến đó Dạ. để kiểm tra máy móc có hoạt động bình thường không. Chứ lại nếu như nó có giật nước, thiếu nước thì bơm nước lên trên hồ á, cho là cái lúc trời nắng lên cho cái mấy cái máy phun sương trong nhà yến nó hoạt động. Tại sao mà chú đi vòng vòng có cần thiết làm cái gì thì chú muốn người ta làm. Là hiện tại bây giờ là nhà chú là có một cái nhà yến hả chú? Dạ đúng rồi. Cái nhà yến đó mình làm bao lâu rồi chú? Năm nay năm thứ tư. Dạ 4 năm. Hồi đó chú có thể chia sẻ giúp con hồi đó là chú làm nhà yến đó là khoảng bao nhiêu, kinh phí bao nhiêu không chú? Năm đó chú làm thì trên 2 tỷ. Trên 2 tỷ hả chú? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ nhà yến đó là ai quản lý chú? Thì chú quản lý với thằng con Út á. Dạ. Rồi sáng chú chạy vô tôi kiểm tra máy móc, nó có gì trục trặc thì chú con nó hay nó chạy vô. À. Nghĩa là nhà yến với nhà chú là cách xa nhau hả? Khoảng cây 2 số. Cây 2 số. Rồi còn cái khu vực nhà chú ngoài này là hiện tại giờ là Khu chợ. ngoài khu chợ hả Khu chú? chợ ngày 6. Khu đó mình có kinh doanh buôn bán được không chú? Hay tại chợ mà. Nhà chú là tại trung tâm chợ luôn, gần chợ luôn hả? Tại chợ luôn, phải ngay chợ. Cái thu nhập ở nhà yến thì con nghĩ là cũng cao rồi, cũng kinh tế chắc mình cũng không có cần làm cái công việc khác đâu. Năm nay chú 74 tuổi, cái chiều cao và cái cân nặng của mình là bao nhiêu chú? Chú bề cao là 1m56, nặng 58 kg.
Dạ. Rồi chú tìm hiểu thương thì các cô chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Thì cũng 1,55 trở lên. Dạ. Như ví dụ như có cái cô nào mà có cái khả năng mua bán thì ở tại chợ mà có Dạ. thể mình mở thêm mua bán để phụ tiếp với chú. Bởi Dạ. vì hiện tại thì cái đề thu hoạch của nhà yến nó chưa có nhiều ra, Dạ. cuộc Dạ. sống thì nó cũng chưa có thoải mái hơn. Dạ. Thì Dạ. Dạ. cái nhà yến nó thì từ 6-7 năm nó mới nhiều được, nó mới có thu nhập Dạ. nhiều. Bây giờ thì kinh tế chỉ đủ sống thôi hả chú? Thì tạm thời tháng 10 mấy triệu thì cũng sống tạm tạm được, chứ chưa phải là như rộng rãi gì chứ lắm. Dạ. Chú có phân biệt là các cô ở vùng miền nào Không, nếu biết mua bán thì càng tốt. không? Dạ. Chú tìm tiểu thương thì yêu cầu là các cô biết mua bán thôi. Rồi kinh tế của các cô như thế nào để phù hợp với mình chú? Không quan trọng, Không quan những trọng. đứa mua bán tiếp với tôi trong thời gian này 1-2 năm này nữa thôi, là sau khi chim yến nó có nhiều rồi, có tổ nhiều thì mình nó thoải mái hơn. Dạ. Hiện tại thì nó hơi khó khăn. Rồi Chỉ ngôi nghề nhà yến đó hiện tại giờ là của ai chú? thì nói chung là của chú, Dạ. Rồi cái đất ở ngoài ngoài chợ là của ai luôn? cái là nhà thì của chú. Dạ, chú hiện tại giờ nền nhà đó của chú ở ngay chỗ chợ luôn. Dạ đúng Rồi rồi, nhà yến đó cũng của chú luôn. dạ đúng rồi. Vậy là chú hồi đó chắc chú làm cái hồi trước là chú làm công việc gì mà mình kiểu như kinh tế không Rồi nổi. lúc đó thì chú đóng đáy dưới sông á, Dạ. rồi cái chú mới mua mấy đất đó, thì năm 2005 nó mới quy hoạch nó lấy cho ra 7 công mấy đất của chú, nó bồi thường con số tiền xuống giống của chú mới làm đất mấy nhà, như bây giờ cũng cái nhà yến đó. Đấy. Dạ. Cái tình trạng sức khỏe của chú thì nó ổn lắm, Dạ. tại vì chú siêng tập thể dục lắm. Sáng là chú chạy trên 2 cây số luôn, Dạ. chiều cũng vậy, ăn cơm xong là chú đi bộ có hơn 2 cây số về cho nó khỏe, tắm rửa. Ngày nào chú cũng tập thể dục hết Đúng ha. rồi, sáng là chú chạy. Dạ. Thì chú chia sẻ thêm với bà con ưu điểm và khuyết điểm của mình ở chỗ, ví dụ như rượu bia thuốc lá và sở thích Bây của mình được không? giờ cái ưu điểm của chú á là sống rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, không hơn thua mọi người. Chú chưa biết chữ thầy tiếng đủ má đủ mẹ. Chú không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, kể số đầu số đuôi với số chú không chơi luôn hả. Thì chú sống rất là hòa đồng với mọi người như vậy đấy. Dạ. Rồi chú tìm hiểu thương thì các cô ưu điểm và khuyết điểm như thế nào để phù hợp với mình? Không, bây giờ thì nói chung thì chỉ hiền thôi, thì nó có biết mua bán thì ở chợ nó mua bán thêm phụ với tôi, Dạ. thì tôi chỉ mong vậy thôi. Cái dự định của chú là tìm hiểu thương khi mà đủ duyên với các cô á, rồi mình có dự định là mình ở bên đâu không chú? Chắc là phải về bên chú ở rồi, Dạ. tại vì hiện tại thì chú ở mình ở với thằng trai à, mà nó đi dạy xe nó bỏ chú nhà mình lên tối ngày. Dạ. Rồi khi mà con chú đi ra riêng tư rồi con ông chú chạy xe một mình chú ở nhà cái nỗi cô đơn mình như thế nào? Rất Có là cô người. đơn buồn, đi Dạ. vô đi ra tư thủ của mình ra nè, Dạ. rồi cơm nước không ai nấu, rồi không ai dọn dẹp nhà cửa, nó bề bộn lắm. Muốn tìm một người về để hỗ tiếp với chú cơm nước, ví dụ như có cô nào đó buôn bán một buổi về sang dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho tôi về được rồi. Dạ là mình không cần làm cái những cái công việc khác hết chứ. Bây giờ tôi có 2 điều kiện làm, nếu cô đó có điều kiện tôi làm thì được. Tôi một đứa con dâu á thì nó bán phở ở ở ngã sáu, đứa con gái thì nó bán phở ở cây chanh cách đó 8 cây. Nếu như cô nào có sức khỏe có thể tiếp mấy đứa nhỏ buôn bán tiếp với nó, thì theo tôi biết hiện tại bây giờ là nó mướn một người đó, một ca đó, là 5 triệu một tháng, tức là một ca làm từ sáng tới 12 giờ là nghỉ, còn ca tối thì 4 giờ bằng tới 8 9 giờ gì đó. Đó, nếu mà có thể có khả năng làm được thì phụ tiếp với mấy đứa con tôi bán cũng có cái tiền để xài, đồng vô đồng ra xài được. Dạ. Còn cái thu nhập từ nhà nội yến tôi thì hiện tại đó nghe, thì chỉ là đủ để xây xài trong nhà thôi, không chưa có dư. Một vài năm nữa nó có nhiều mới là có dư được. Dạ. Đó, thì vậy đó. Dạ Thì nó cũng cũng nói thiệt với chú cũng mình ơn là nó cũng buồn lắm. Đi vô đưa mình ra là nhà cửa cũng không ai dọn dẹp, đi bằng ở trong vườn về rồi thấy rồi bắt nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nó chén cái bát nó cái mình ăn thì thấy nó leo quay nó cũng buồn.
Muốn cưới một người về đặng mà hữu hiểm như đó, cái tuổi già vậy đó, thì có nghĩa là mình sẽ giúp đỡ qua lại cái mức bệnh hoạn của tuổi già có hai người là khá vậy thôi. Dạ, con cảm ơn chú. Nếu như các cô mà kiểu như nhà đất kinh tế không ổn định là chú chấp nhận tìm hiểu không chú? Không, yêu cầu về ở với tôi, chăm sóc lo cho tôi, biết buôn bán để kiếm thêm tiền để xài là đủ rồi. Dạ. Còn vấn đề nhà cửa tiền bạc tôi không quan trọng. Dạ. Kinh tế chú thì cũng ổn định cho nên chú cũng không quan trọng với vấn đề tiền bạc của các cô ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ cuối chương trình chú có những lời gì chia sẻ bày tỏ để cho các cô hiểu được cái nỗi lòng cô đơn của mình, liên lạc về chương trình để tìm hiểu chú không? Cô mời chú ạ. À. Thì tôi nói vậy thì từ khi bà xã mất tới giờ để có mình anh tôi thua thủi mà buồn đi vô đưa ra của mình anh à, rồi nhiều khi đi 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 làm về cơm nước phải tự nấu ăn rồi phải tự dọn dẹp nhà cửa thì phải tự lau chùi mình anh, thì nó buồn quá đi. Muốn cưới một người nào đó thì để về chung sống với tôi để mà chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh hoạn, với lại là cơm nước cho tôi. Rồi nếu có điều kiện thì làm cái gì thêm đó để có cái thu nhập thêm nữa để mình xài chi xài là hàng ngày đó, thì ước nguyện tôi chỉ biết như thôi. Dạ. À, hôm nay chú đến với chương trình anh em con, chú có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh chú đăng lên cộng đồng mạng tìm nửa yêu thương cho chú không? Thì chú đồng ý. Dạ con cảm ơn chú. Cuối chương trình con cũng chúc chú sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video xin sau. Chào. Xin chào. Dạ dạ con chào cô chú. Dạ. À, cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào.